CD lại về cho các bác đấy ạ. Đấy. Em clip này em giới thiệu đến quý vị xem nào. 7 chiếc đầu CD. Lần lượt từng mã các bác nhé, em sẽ báo lần lượt từng mã luôn cho các bác này. Đầu chiếc đầu tiên nó là chiếc CD Denon. DCD đầu 8 đấy ạ, 850. 850 được chưa ạ? DCD đầu Denon đầu 8 này, 850. Đấy, mặt đen. Mức giá 1.900.000. Chưa? Chiếc đầu thứ hai. Đây, 1.900.000. Đằng sau thì tất cả đa số đẹp nhé. Đẹp hết thì chưa. Con này có cổng quang nhé. Con này có cổng quang ra đấy. Đây, digital out ấy. Các bác có thể cắm cái đầu này xuống vào đầu giải mã được. Nó có cổng quang ra. Cổng cái đầu thứ hai đó là đầu Onkyo. Đầu Onkyo đây. C724. C724. Con này cũng có cổng quang ra. Con này cũng có cổng quang ra đấy. Con này có mức giá là 1.600.000. Có cổng quang. Các bác có thể cắm vào đầu giải mã thoải mái. Cổng quang ra. Và cái dưới cùng đó là cái đầu chiếc đầu Sony. Chiếc đầu Sony này là chiếc đầu Sony Modian bao nhiêu? CDP 710. Sony DCD 710 mức giá 1.900.000. 1.900.000. Sang tiếp tục rồi. Chiếc đầu Tech. Bác nào đang chơi đầu cối Tech rồi bộ dàn Tech thì thương hiệu Tech thì đây ạ. Chiếc đầu này có chiếc đầu này có cổng quang cắm ra nhé, digital out này có cổng quang, quý vị có thể cắm chiếc đầu này qua đầu giải mã. Chiếc đầu này thì được dùng với nước Nhật, vẫn còn tem nước Nhật hết kệ rồi. Được chưa? Có cổng quang ra, chiếc đầu này có mức giá là 1.600.000. Tất cả hàng trên này em đều bao hoạt động tốt. Và xuống dưới cùng này, đây là chiếc đầu khủng. Đây là chiếc đầu chạy. Đây là chiếc đầu có model là CDV500K. Con này chạy đĩa L nhá, đĩa CD này, đĩa LD này. CDV. Đấy. Tất cả đều là tiếng Nhật. Đối với chiếc đầu đĩa này ngày trước còn cách đây 1-2 tuần em bán thì có những chiếc thì nó chỉ tầm hơn 2 triệu. Hơn triệu, 2-3 triệu. Nhưng chiếc này thì giá nó khá là cao, nó là chiếc Mazan. Đây là chiếc đầu Mazan. Cực kỳ cao, chiếc này là nó báo đồng hồ số luôn này. Nó đọc được cả cái đĩa to ấy, đĩa to như cái đĩa than ấy và đĩa nhỏ có các lượng cỡ đĩa luôn. Tất cả hàng đều là nguyên hàng Nhật luôn. Mức giá của em nó là 4.800.000. Đối với dòng LD này các bác đã mua rồi biết rồi đấy. Chơi rồi. Con này thì giá 4.800.000 các bạn. 4.800.000 chiếc đầu này. 4.800.000 chiếc đầu LD này. Con này có các chế độ chỉnh rất là hay luôn. Được chưa? Đấy, nó không như con kia đâu, nhưng con kia thì nó bình thường. Con này riêng con này 4.800.000 đấy. Sang tiếp bên này nữa, đây hai có hai con chất nữa. Con bên trên đó là con Pioneer, thì thương hiệu Pioneer, con này đầu 7.000 đấy, 7030. Con này là con Pioneer 7030 đấy, 7030 được chưa? Đấy, 7030. Con này mặt tất cả chữ số màu vàng hết nhá. Thì có những nút bấm này đều mạ vàng óng luôn. Được chưa? Giá 1.600.000. Con ba Pioneer 7030. Xuống phía dưới nữa. Con này thì khủng ạ. Con này thì quá là khủng luôn. Con này có cả cổng quang như optical out này. Optical out này, các nhìn chưa? Mà con trên có nhìn này. Đường nét chữ nó quá sắc sảo. Optical out này. Chữ vàng ươm luôn. Đẹp chưa? Đấy. Đợi. Con này chuyển bài của nó này. Con này các bác nhìn này, model này. Technic SLP999. Ngoài độ đẹp ra thì cái số nó quá đỉnh luôn rồi. Số nó quá đẹp luôn rồi. Tín Class A. Các chú ý nhá, em đánh Class A đấy ạ. Con này có mức giá là 3.900.000. 3.900.000. Chú ý hộ em nhá, Class A. Đấy, em nó Class A đấy ạ. Đẹp xuất sắc chưa ạ. Tất cả những mặt hàng trên này em đều bao hoạt động tốt ạ. Chú ý là đây, có cổng quang nhá, cắm ra nhá. Đấy, chưa các bác. Cổng phía sau, dây phía sau vàng ươm. Được chưa? Một giờ giới thiệu đến các bác. Đấy, còn bếp từ về nhiều lắm các bác ạ. Bếp từ về la liệt. Bếp từ la liệt. Chúng em sẽ quay cho các bác. Chất kho luôn.